bà, tôi xin chia buồn cùng bà và xin gửi lời cảm ơn cháu Hạnh đã tặng cho con gái tôi một trái tim. Ai cho? Con tôi chết bao giờ? Trái tim của nó vẫn còn đập kia mà. Thưa bà, như bác sĩ đã nói, cháu Hạnh đã bị chết não, mạng sống không còn kéo dài bao lâu nữa. Nếu như lúc này không giải phẫu để lấy tim thì đến khi chết hẳn sẽ không còn tác dụng nữa bà. Nếu con Hạnh nó là con của bà thì bà có đồng ý cho bác sĩ mổ thân xác nó để lấy tim hay không? Tôi thưa bà, hiến các bộ phận nội tạng cho khoa học để cứu người, đó là một việc làm vô cùng cao cả bà. Bà nói hay lắm. Tôi cũng đang cần tấm lòng nhân hậu của bà đây. Tôi thì có gì để cho bà? Có chứ. Tôi đang cần cứu sống mạng sống con gái tôi bằng bộ não của con bà. Bà mẹ khi sắp sửa mất con. Vì tôi cũng sắp sửa mất con như bà. Bà nhà tôi, bà nói đi, bà nói đi. Tôi đang chờ. Bà nhà
Thưa bác, thưa bác, một khi sự sống đã không thể kéo dài thì cháu xin bác cho trái tim con hẳn chứ gì. Cậu đâu biết được nỗi đớn đau của người mẹ khi sắp sửa mất con. Tôi chỉ có một mình con Hạnh là duy nhất mà thôi. Thưa bác, cháu không đành lòng để trái tim của em Hạnh phải một rửa theo thời gian trong lòng đất. Cháu gian xin lòng cao cả hy sinh của bác để còn được cảm nhận tình con qua hình dáng của Thu Hồng. Cháu hiểu mình mẹ thương con vô bờ nước vô bờ. Bà già ơi, cứu người là một việc làm vô cùng cao cả. Xin bà chớ hễ hồi con chấp việc đã qua. Khi học đang rất cần những tấm lòng nhân hậu hiến dâng cho trái tim Hạnh là bác đã cho đời nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc của ai sống đau như nhắc hiện trái tim con lòng mẹ sao đành. Đây, chuyện gì vậy em? Thu Hồng đã lên cơn đau tim dữ dội. Làm sao cứu Thu Hồng đây? Trời ơi, đánh nhanh đi. Thu Hồng, Thu Hồng, Thu Hồng, Thu Hồng, Thu Hồng ơi, Thu Hồng. Hay quá anh Dũng. Cô đàn hay mà sao nghe buồn quá. Trước đây á, tôi chỉ đờn vào ban đêm, tôi đờn cho tôi nghe. Nhưng nay thì khác rồi, phải có chút gì đó yêu đời hơn chứ. Yêu? Phải chăng Hồng đã có tình yêu mới? Nhưng Hồng yêu ai? Anh Dũng, anh đang cố tình tạo khoảng cách giữa hai ta đúng không? Cô á là cô chủ, còn tôi á là tài xế, đương nhiên là mình có khoảng cách. Nhưng mình là bạn từ thời phổ thông. Rồi cô thi đậu vào đại học, còn tôi á thì... Nếu bây giờ tôi nói anh là nguồn vui, là động lực để tôi sống tiếp những ngày còn lại, thì anh có chấp nhận đồng hành cùng tôi không? À, thì từ lâu tụi mình vẫn là bạn. Bạn? Và anh dỗ dành tôi như một đứa bé chứ gì. Hồng à, anh đi đi. Hồng, tôi không sao đâu, tôi không chết liền đâu, anh khỏi cần quan tâm. Hồng,
nay á, Quang bệnh việc đột xuất cho nên không thể cùng bác ra sân bay để đón cháu. Không có sao đâu bác, cháu hiểu tính của anh Quang mà. Hồi còn học chung với nhau bên Pháp đã nhiều lần ảnh cho cháu leo cây lắm rồi. Má kìa, Thu Hồng, em vẫn khỏe chứ? Dạ con. Hôm nay chị Thủy Kim á, đi nước ngoài về, chị sẽ báo cho con một tin rất là vui, còn hơn là bắt được vàng nữa đó con à. Nè, em sẽ được sở hữu một trái tim nhân tạo, mọi thủ tục mua bán đã hoàn tất, chỉ cần chuyển tiền sang là mọi việc sẽ xong ngay đó. Con nghe chưa? Con mừng quá Thu Hồng à. Dạ mời bà, mời cô dùng nước. Ừ, cảm ơn cháu. Còn ở đây? Dạ anh Quang biểu tôi ở đây vừa phụ việc vừa học thêm. Dạ chào cô. Dạ con bác, con mới về. Ừ mới về con. Dạ. Anh Quang. Thủy Kim à, tôi em nhớ anh quá à. Thủy Kim à. Anh à, Quang. Dạ. Thủy Kim vừa tới sân bay á, má đón về đây ngay đó. Tội nghiệp, nó trông con lắm. Ừ, thôi, hai đứa nói chuyện đi. Má có chuyện cần bàn với Thu Hồng. Đi con. Má. Hả? Xin lỗi. Tôi bận nhiều việc quá nên không ra sân bay đón được. Thủy Kim thông cảm nha. Không có sao đâu anh. À, với lại tôi nghĩ là đi đường xa chắc là mệt lắm rồi. Thủy Kim nghỉ khỏe rồi nói chuyện sau nha. Anh Quang, chẳng lẽ gặp nhau anh chỉ nói bấy nhiêu thôi sao? Hiểu nhau quá mà, có cần nói nhiều không Kim? Anh Quang, anh có biết sự lạnh nhạt của anh nó tàn nhẫn đến mức độ nào không anh? Kim lại cường điệu nữa rồi. Tôi nhớ hồi đó chẳng những Kim đã từng nói với tôi nào là lạnh lùng, nào là khô khan, nào là kém ga lăng đó sao? Em hiểu. Với em thì bây giờ anh đủ lý do để lẩn tránh. Anh muốn làm cho em bất mãn rồi bỏ cuộc. Nhưng anh Quang à, anh nên nhớ, một khi em đã muốn làm chuyện gì thì em phải làm cho bằng được, dù chuyện đó có đổi đá giá trời hay lấp biển dợt nó. Muốn chi chuyện trăm năm chồng vợ, chẳng lẽ lại buông xuôi cho hạnh phúc dở tan. Giá như ngày xưa em biết nâng niu đừng để tôi khổ hận, chén nước đã đổ đi rồi thì không hốt lại được đâu. Anh Quang à, qua phút nó nổi nhẹ lòng em càng quý thương anh. Em thật sự muốn được đền bù nhưng lầm lỗi đã quá. Anh Quang, Quang ơi, hãy dành cho em cơ hội. Có thật sự là em yêu hay em đang toan tính cái gì đấy? Anh Quang à, em... Anh chỉ tin em hứa với anh một lần, là lần em hứa sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ thành hôn. Trong khi nôn nao chờ đợi thì chúng ta là những người theo Tây học, liệu có nên quan trọng quá vấn đề trong tình yêu không anh? Với em thì sao cũng được, nhưng với anh thì không. Người vợ của anh phải là... Anh Quang, em... Em hiểu, anh là một bác sĩ tài ba, lẽ đâu anh cam chịu thương người. Mai mốt đây em trở lại tình anh và thấm lòng chân thật. Muốn làm đôi cánh nâng bóng người thương bay giúp buồn.
thuật thân tưởng, em đã tự trách ngàn lần rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc với cuộc sống cao sang mà em đã trổ dành. Giọt nước đã đầy, xin nhớ để tràn lấy. Anh có lòng tự trọng, em cũng có lòng tự trọng. Thoáng ơi em rất cần vòng tay anh rộng mở, sai một môi mềm vào. Anh Quang. Quang à, Quang ơi. Dạ, con đây nè má. Quang à, con lấy xe con đưa Thủy Kim tới nhà hàng Bông Mai đi. Hôm nay á má chiêu đãi các con. Sao con? Má à, không mấy má lấy xe đó, rồi má với Thu Hồng dẫn Thủy Kim đi ăn đi. Tự gì Quang, anh Quang. Hổng rồi à, nó làm như là nó thay đổi tính tình đó cháu. Không có sao đâu bác, cháu hiểu tính ý của anh Quang mà. 8 năm trời du học cùng nhau, lẽ ra cháu phải là con dâu của bác lâu rồi. Hồi đó thì bác có nghe nó nói à, rồi sao bỗng dưng cái thấy nó buồn. Bác hỏi thì nó nói là không có gì, rồi vậy đó cứ tìm cách né tránh à. Chúng cháu có một chút chuyện hiểu lầm nhau, mà lỗi một phần là do cháu, nên bây giờ anh còn hờn đó. Đàn ông gì mà hở ra giận chút cái giận à. Thôi để bác tìm cách bác nói chuyện với nó. Không có gì đâu, bác thấy vậy chứ không có phải vậy đâu bác. Cháu và anh giận đó rồi sẽ hết đó thôi mà. Bác nè, cô Hạnh giúp việc cho nhà này là như thế nào với anh Quang vậy bác? À, cháu Hạnh đó hả? Dạ. Hồi trước để coi nghe nói là nó học đông y, rồi làm việc ở trạm xá xã. Cái đợt cứu trợ Bảo Lục vừa qua đó, thằng Quang mới quen với nó. Sẵn dịp cái thằng Quang mới giới thiệu cho nó học chuyên tu ở trường y dược, rồi về thực tập ở phòng khám của Quang đó cháu. Dạ cháu thấy anh Quang rất là quan tâm đến cô ta. Không có đâu, bác thấy hai đứa nó đối xử với nhau cũng như là tình nghĩa anh em thôi à. Bác nè. Nè, cháu yên tâm, có bác ở đây thì không bao giờ có chuyện gì xảy ra đâu. Bác cũng biết rằng công trình xây cất bệnh viện của cháu tốn kém tính đến bằng triệu đô la. Dĩ nhiên, tất cả chỉ để dành cho một người chồng xứng đáng. Bác hiểu, bác hiểu hết. Thủy Kim à, bác mong sao tình cảm của cháu dành cho Quang trước sau vẫn vậy. Cháu xin cảm ơn sự ân cần của bác. Thôi, để lần sau cháu sẽ dùng bữa với gia đình. Bây giờ xin phép bác, cháu về. Thủy Kim, cháu à, lúc nào á bác cũng xem cháu như là con của bác. Chuyện vừa qua cháu đừng để bụng nha. Bác sẽ có cách dàn xếp cho em đẹp. Thôi xin phép bác, cháu về. Thưa bác, con đi làm. Tại sao con lại đối xử lạnh nhạt với Thủy Kim như vậy? Hả? Nó buồn lắm đó, con phải tìm cách mà an ủi nó. Má, cô ta thay đổi cách biểu hiện tình cảm khi nào vậy? Má có biết không, ngày trước mỗi lần cô ta bực tức, đôi mắt lồng lên như có than hồng, còn nước mắt đọng dành như suối sắp tuôn, thoạt nhìn con qua tưởng buồn thảm vô cùng. Thật ra bên trong thì chứa toàn mưu độc, ngoài mặt trong tâm đối nghịch hoàn toàn, thật giả lẫn chen khó mà đoán lường, đúng như chi diện bất trị tâm.
thì hết lời ca tụng, khi giận thì tì lẽ đủ điều. Ngày xưa thì như bóng với hình, bây giờ như nước lửa phân hai. Tuổi trẻ các con thật là khó đoán à. Thần tượng đã rơi dơ dụng tan tành, Thủy Kim đã dạy vừa lên tình trân trọng của con. Con phải lao đao điêu đứng mấy năm trời. Nè, là đàn ông thì con nên độ lượng, tuy cách con chẳng nói ra nhưng má hiểu đôi phần. Thủy Kim nó biết sai, muốn chuộc lại lỗi lầm. Con người của Thủy Kim không đơn giản như má nghĩ vậy đâu. Con là người có học, phải biết nhìn xa thấy rộng, phải biết nên như cơn phong lựa chọn. Sự nghiệp không phải đo bằng cảm xúc, mà sự phải thành do giỏi dở tính toán. Má ơi thương con, má đừng xen vào chuyện này. Không lẽ phải để cho em mày thì chết sớm hay sao? Em con làm điều kiện buộc rằng sống chết có số, chớ lụy phiền anh hai. Anh lo cho em, đó là bổn phận. Cũng như má, má có bổn phận phải lo cho tương lai và hạnh phúc của các con. Má à, nhưng mà bệnh của con á thì đâu có liên quan gì tới hôn nhân của anh hai đâu má. Thu Học, con có biết trong hoàn cảnh hiện nay chỉ có Thủy Kim mới là người cứu sống con hay không? Má, nhưng mà má không thấy là giữa anh hai và chị Kim đang có vấn đề hả má? Là mẹ, là chủ cả một cái gia đình này, má hiểu hết, má thấy hết, má biết hết, má tận tường hết các con à. Các con thấy đó, gia đình ta bây giờ chỉ còn là một cái vỏ, một cái gia đình giàu có danh tiếng, từng được mọi người kính nể. Chẳng lẽ đến đời này phải cam chịu trắng tay hay sao? Dạ thưa má, má tin con. Con hứa với má là con sẽ gánh vác tất cả, con sẽ làm lại từ đầu má à. Không, không bao giờ có chuyện suy sụp rồi mới làm lại từ đầu. Để cho mọi người biết hay sao? Mà nói cho con biết, cái gia đình này phải càng ngày càng hơn trước nữa kìa. Má à, nhưng sự hưng thịnh hay suy tàn của nhà ta lại phải lệ thuộc vào người khác hay sao má? Son phấn kiêu sa cũng không thể che lấp được nét già nua. Có phải chăng chỉ do thời gian nghiệt ngã phủ tuyết xuống mái đầu, mà chính là nỗi lo lắng không yên khiến tâm sầu bạc phát? Quan à, Thu Hồng kể như phế nhân, chỉ có con là niềm hy vọng. Lẽ nào con để cho má lặng ngập chơi vơi giữa sóng xô bão cuốn cua dòng bổn phận làm rạng rỡ tông đường hơn gấp mấy thời quá. Người đời thường ca tụng chân tình đặng lên trời.
con ơi, càng chân thật càng dài khờ thua thiệt. Chỉ có giàu sáng mới tạo được hào quang tỏa sáng, kẻ nghèo hèn ai trong dòng đâu con. Không dịu dàng như trong mắt má đâu. Hoàng, con Thủy Kim con sẽ có tình yêu và sự nghiệp, dứt bỏ lánh hẹp hòi để nghĩ tới tương lai. Còn vì quá yêu nên càng sâu thêm dần, tình đầu tiên sao lúc dần sẽ thương nhiều. Thưa má, bây giờ dù con có giải thích thế nào thì má cũng không tin con. Con người Thủy Kim không đơn giản như má nghĩ gì đâu. Không phải là cô ta về lần này là chỉ vì chuyện thành hôn đâu má. Má hiểu cho con đi. Con sao vậy? Con gái mà, con gái thì có thủ đoạn gì? Chỉ có con, chỉ có con là người tìm cách thoái thác. Hay là con đã có tình yêu mới? Nè, má nhắc cho con nhớ, má chỉ biết có một mình Thủy Kim thôi. Dạ thưa má, đó là ý riêng của má. Còn với con thì không. Mày, má hiểu cho con. Qua trời ơi, qua sao có chuyện vô lý xảy ra trong nhà này vậy chứ? Chẳng lẽ lại có kẻ thứ ba vào đây? Nhưng mà nó là ai? Có phải là con Hạnh không? Có. Dạ thưa bà chủ. Lẽ ra bà chủ cho phép cháu được nghỉ buổi chiều nay để chăm sóc cho má cháu. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Quang nên bệnh suy tim của má cháu đã đỡ nhiều. Má cháu bảo cháu tới đây để cảm ơn bác sĩ. Anh hai tôi đi trượt rồi, bây giờ anh có thể đưa tôi đi thư giãn được không? Dạ thưa bà chủ. Đi hay không là tùy cậu quyết định. Nhưng cậu nên nhớ, cậu biết mình phải làm gì và cậu là ai. Dạ. Dạ, con đi nha má. Đi nhanh đi anh. Hồng nó cũng đang. Trời ơi, dạ thưa bác. Ủa Hạnh, giờ này cháu xách giỏ đi đâu vậy?
Dạ, khóa học đã xong, cháu xin phép bác cho cháu được về quê. Giờ này mà còn xe về Long An sao? Nhà cháu ở Đức Hòa, đi bến xe Chợ Lớn đường cũng dễ đi lắm bác à. À vậy à. Ý, nhưng mà rồi cháu à, cháu có à, báo cho thằng Quang nó biết không? Còn Thu Học nữa, nó đó nghe, nó mến cháu, nó thương cháu lắm. Nếu mà cháu đi bất tử như vậy á, nó biết được, nó buồn lắm đó cháu à. Dạ, cháu có viết sẵn một lá thơ, kính nhờ bác trao lại. Hơn nữa à, em Hồng lại bệnh tim, nên tránh buồn vui thái quá. Nên cháu muốn đi thật yên, tránh bệnh lần lúc xa nhau. Lòng đau, nhưng không biết làm sao, nghĩa tình sâu nặng xin ghi vào trong dạ. Quyến luyến vô cùng, nhưng đành đi về. Không nghe cháu nhắc tới anh Hoàng, chẳng lẽ không có cảm tình nhau. Anh là anh, là ân, là sư, ngàn những cha mẹ cháu trọn lòng xin chồng. Vậy hãy đợi nó về, cho tình nghĩa vẹn toàn. Không được đâu bác à, nếu như anh Quang anh về thì khó đi lắm. Anh Quang nói cháu rất là có tương lai, nên ráng lo học tập. À vậy hả? Dạ. Vậy rồi nó mới giới thiệu cho cháu học lên tới bác sĩ phải không? Dạ. Cái thằng nhà con gái nhà quê mà nó đi gạt. Bác nói ai gạt ai vậy bác? Thằng Quang đó cháu. Nó gạt cháu đó. Nó nói vậy để cho cháu vui. Cháu tin thôi à. Dạ không đâu bác, anh Quang nói thiệt đó. Anh Quang ăn nói đàng hoàng, đâu ra đó. Cho nên mọi người ai cũng thương cũng quý mến ảnh hết á. Vậy à? Dạ. Vậy thì cháu có mến, có thương nó không? Dạ có. Rõ ràng vậy là kẻ thứ ba xách gói ra khỏi nhà này để khỏi chướng tay. Càng nhanh càng tốt, thật là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ đốt nhà. Cứu dân dân báo quán mà. Hèn gì nó hờ hững với Thủy Kim, con tim làm mờ ly trí. Bác Như có vẻ giận hờn. Ai đã làm điều gì nên lỗi? Thủy Kim với Hoàng đã có hôn ước lâu rồi. Cuối năm nay sẽ nên vợ thành chồng. Người họ thật là sức lứa đẹp đôi. Vậy đó mà nó lại bội bạc đổi thai à? Vì có kẻ thứ ba dám xen vào. Ai mà ác đức vô duyên. Có thật là cháu không biết kẻ thứ ba đó là ai à? Dạ cháu thấy anh Quang không có thương ai, mà cũng đâu có ai thương ảnh đâu bác. Nói lắm. Cô đừng giả vờ nữa. Tôi nói cho cô biết, kẻ thứ ba đó chính là cô đó. Alo, tôi nghe đây. Nói rõ một chút được không? Cái gì? Hả? Cô Vũ, cô nói. Tại sao tôi đã dặn cậu
Tôi dặn cậu rất là kỹ lưỡng rồi, cậu phải hết sức cẩn thận chứ. Thu Học nó bị bệnh tim. Trời ơi, nếu mà nó có bề gì thì làm sao mà tôi sống nổi đây. Thưa bà, cháu biết mình có lỗi, lẽ ra cháu không nên quá chiều ý cô ba. Cậu nói đi, sự việc đầu đuôi như thế nào, cậu hãy thật tình kể hết cho tôi nghe. Tôi biết đấy Liệu Toàn, tai nạn xảy ra anh chẳng bình thường. Cậu nói đi, trong những ngày gần gũi có tình ý gì đã nảy sinh chưa hả? Dạ, cháu với Hồng là bạn học khi xưa, thân khổ nghèo lao nhọc làm thuê, dẫu sao thì cũng đang cách thấp cao. Cậu vẫn chưa vào thẳng vấn đề. Trời ơi, con học sắp chết cái nơi rồi, cậu vẫn còn quanh co. Cháu với Hồng chỉ là tình bạn trong sáng. Tôi nói cho cậu biết, Thu Hồng có bề gì tôi thưa cậu ra tòa đó. Thưa bà, lương tâm của cháu đang dày dò hơn cả phán quyết của quan tòa. Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu xác nhận mình có lỗi trong việc này, có phải không? Phải. Trời ơi, cháu có lỗi vì khi yêu mà không bảo vệ được tình yêu, để đến hai lần đau khổ. Tôi đoán không sai mà, quả cậu là người thừa gió bẻ măng mà. Thưa bà, bà có biết người cháu yêu hai lần là ai không? Tuy hai nhưng mà một. Ngày trước cháu đã từng yêu Thu Hồng, nhưng vì mặc cảm thân nghèo khó nên đành kính tiến lặng im. Nhìn người yêu xanh bước với người ta mà nhói tim đau thổn thức giới. Đau bi tình trong buồn, mày chợt nhớ đến bạn xưa cũng chân thành mà khổ với tim yêu. Tình cảm thì muộn màng nhưng tri kỷ tâm giao, không quen bận bởi sự tính toán bạc tiền hay nhan sắc. Dẫu biết tình yêu kia dễ đứt lìa ly biệt một cùng thâu, lần nhau cũng đủ trọn một đời người. Nếu giây phút sau cùng không được thấy mặt nhau, bởi vô bước nên cháu đành cam chiều. Cháu rất muốn Hồng được bình an hạnh phúc, một ao ước bình thường mà sao quá xa xôi. Chào bà chủ cháu đi. Khoan đã. Có lẽ trong lúc bối rối tôi lỡ nặng lời với cậu. Cháu không dám buồn giận gì bà chủ đâu, mà cháu chỉ luôn cầu mong cho Hồng được bình yên. Cậu hãy ở đây, tôi vào trong chờ đợi. Vô bệnh viện kịp lúc á. Tôi vào thăm Hồng nghe. Ê nè, không được, bây giờ bà chủ đang ở trong phòng. Cảm ơn Hạnh đã tận tình chăm sóc cho Hồng. Anh Học ở đâu cách nói khách sáo từ đó vậy? Hồng là bạn thân của mình, hơn nữa sinh mạng của Hồng cũng như là sinh mạng của mình vậy. Trách nhiệm của một y tá là phải chăm sóc cho bệnh nhân mà. Anh đó nha, anh thật là diễm phúc á. Khi Hồng tỉnh dậy, câu đầu tiên Hồng hỏi là
anh Dũng đâu rồi? Anh Dũng có sao không? Nè, Hồng thương anh nhiều lắm đó. Mình ước gì có một người cũng thương mình như vậy á. Cảm ơn Hạnh nhiều lắm. À, tôi đi ra ngoài có chút chuyện. Khi nào Hồng tỉnh lại, Hạnh nhớ nói với Hồng giùm tôi. À, mà thôi, để tôi tự nói với Hồng. Tôi đi nghe. Tình yêu giúp cho con người ta vượt qua mọi ranh giới và mọi ngăn cấm. Và nó cũng giúp cho con người ta nhận biết cuộc đời này đáng yêu biết nhường nào, phải không Hạnh? Anh Hạnh, sao vậy? Sao Hạnh lại gặp người? Tôi không hiểu tại sao. Chúng ta làm việc với nhau gần cả một năm nay rồi, mà mỗi lần gặp nhau thì Hạnh lại... Thầy, trò, y tá, bác sĩ, lúc nào cũng có một khoảng cách. Riêng em thì em không muốn vượt qua khoảng cách đó anh à. Hạnh, có một điều mà em chưa kịp nói với anh. Có phải em định nói rằng em sẽ rời bỏ anh? Em rời bỏ anh, em về quê phải không Hạnh? Có phải không? Em phải ở lại với anh, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, em cũng đừng rời xa anh được không Hạnh? Được không em? Hạnh, bởi vì anh tội nghiệp cho một con bé nhà quê, học được chút đỉnh nghề thuốc nam của ông bà để lại chứ gì. Không, Hạnh, anh nói đây những lời chân thật. Anh đã yêu rồi, người con gái ấy là em. Hoàn cảnh chúng ta khá xa chia biệt, nghĩa thầy trò em đâu chẳng nghĩ gì. Làm thầy, làm anh, anh chán lắm rồi, anh chán lắm rồi. Anh không muốn nghe những lời nói khôn xáo ấy nữa. Anh muốn sống thực tại với trái tim của mình. Hạnh ơi, anh là một lần cả tin, đặt trọn hết niềm tin vào mối tình đầu mong mơ bay bồng. Để rồi khi anh đang lơ lửng trên đỉnh yêu đương, đột nhiên ngã nhào xuống vực cơm vết thương đau mà nghe chết nữa. Sau lần đổ vỡ đầu tiên, anh chẳng tin có sự chân thành. Rồi em đến tình cờ như giấc mơ cổ tích, anh như kẻ bần hàng chợt có được kho bao trong tay. Mình sống thật tình thì đâu sợ tình hờ hững quay lưng. Nỗi mất mát là được đền bù khi anh tìm được người tri kỷ. Từ lúc thầm yêu anh thấy chân trời phía trước rực rỡ ánh hồng lung linh qua nắng. Hạnh, trong đời em chưa bao giờ em nghĩ tới những điều vượt qua sự hiểu biết của mình. Em chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, trầm lặng như bao người khác mà thôi. Chẳng lẽ anh không tạo nổi cho em một ấn tượng nhỏ nhoi tốt xấu? Chẳng lẽ anh quá vô duyên
chẳng có khả năng rung động trái tim người. Và anh không tin, anh không tin em chẳng chút đối hoài. Lòng anh căn bệnh nan y mà em là thần dược, chẳng lẽ anh lại vô phần khổ lụy lần nữa hay sao? Tại sao chúng ta không sống thật lòng để rồi canh cánh vì niềm riêng? Hạnh phúc là do đồng tâm hợp sức, hai đứa tình nông tròn vẹn thủy chung. Anh Quang, anh hãy nên bình tĩnh, bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ lại đi anh. Sự mơ ước dễ đưa con người ta xa rời thực tế, để rồi khi đối diện với khó khăn mới thầm trách mình sao quá nhẹ lòng nông cạn, rồi hối hận ăn năn giá như mình đừng tin chuyện sai lầm. Em không toan tính mà chỉ có một tấm lòng, mỗi khi nhìn mặt trời lên lung linh giọt sương mềm đóng trên hoa lá, tiếng chim ríu rít rộn ràng nhịp cánh dương cao, xa rộng cánh đồng thoáng thoảng gió mênh mông, sân nhà nhỏ mà đôi mắt nhìn trời thoáng rộng, mến yêu sao giây phút bình yên giấc lặng, chẳng chút ưu tư phiền bận bởi đua đòi. Em càng né tránh, anh càng không tin em vô cảm vô tình. Và anh cũng không tin rằng anh đã sai khi chọn em là người gửi hết niềm thương yêu quý trọng. Chung quanh anh là bức tường thành cao dời dời, mà dân thường chẳng ai dám đứng lân lân. Với bà chủ ở nhà, anh là bảo bối chân chân, mà Thủy Kim chính là bể vàng khánh ngọc. Em sống vô tư bởi không dám nghĩ điều mình không thể, như một đứa em hiền luôn tôn trọng người anh. Em về để được yên thân, bởi em đã thấy bão giông gần kề. Em chỉ mong muốn trước sau nghĩa tình được vẹn vẻ, không muốn người khinh mình ham muốn giàu sang. Thật ra thì em vẫn chưa yêu, bây giờ nghĩ lại càng phiền thôi anh. Nếu em đã nói như vậy thì anh đành chịu vậy. Từ nay căn nhà của anh sẽ buồn lắm. Thì anh cứ coi như em chưa từng có mặt. Chúc mừng em đã khỏe lại. Với tư cách một tài xế hay với tư cách bạn bè? Thì với cả hai. Nhưng mà Hồng muốn anh đến với một tư cách khác thì sao? Em nghe má em nói lại, trong lúc em đang thập tử nhất sinh thì anh đã thấu lộ thật lòng mình với má. Có đúng như những gì anh nói không vậy? Hồng đã hiểu lầm tôi. Đâu phải bây giờ tôi mới dành tình cảm cho Hồng.
cái tội của anh nặng lắm đó. Hồi đó thương người ta mà không nói, sự im lặng chính là đồng phạm. Cả đây người ta sắp rơi xuống đây giật đau thương. May mà tình kia anh vẫn còn ôm giữ, là cánh tay nâng niu khi em vẫn nhớ. Em có đáng gì Hồng à? Đừng mặc cảm Hồng ơi, đã thật lòng thương ai còn tính bao giờ. Anh không tin số phận nghiệt ngã, mình sẽ sống yên lành trong hạnh phúc nông say. Từng lời của anh như liều thuốc thần tiên nuôi sống lại một linh hồn, như máu thấm sâu cho hơi thở em nồng. Không, em sẽ không bỏ anh giữa đường cô độc. Mình sống suốt đời đến đầu bàn phải không anh? Anh mơ trước mắt anh đèn hoa sáng rực, bước du quỳ rạo rực trái tim Hồng. Nụ cười thật tươi của người vợ tựa vai chồng. Hồng à, để anh đi gọt trái cây cho em ăn nha. Em sao vậy Hồng? Em có sao không? Hồng. Anh ơi, trước mắt em đen sầm bóng tối. Hồng, em làm sao vậy? Ngàn ngàn nhói tim đau, bóng anh dò nhạt khuất xa. Hồng à, bình tĩnh lại đi em. Bác sĩ ơi, đừng bỏ em. Em sợ cảnh cô độc giữa đời trần. Hồng ơi, bình tĩnh lại đi em. Đừng làm cho anh sợ mà. Sao giọng nói mơ hồ như nửa tình nửa mê. Hồng kìa, một chiếc xe tan đang đi qua, người nằm trong cổ áo quan là Thu Hồng. Hồng à, đừng làm anh sợ mà. Tôi muốn sống, sống như người tôi thương mến. Đừng bắt tôi sống từ bỏ cuộc đời. Hồng à, Hồng, Hồng à, em làm sao vậy này Hồng? Hồng, anh Quang ơi, bác sĩ ơi, Hồng à, Hồng. Tôi không cố tình xen vào câu chuyện của hai người, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải nói thẳng với nhau. Xin lỗi cô,
đây chỉ có cô với bác sĩ có lời muốn nói. Tôi chỉ là người ngoại cuộc, tôi xin được đi trước. Đứng lại. Đi đâu mà vội vậy? Cả ba chúng ta đều là người trong cuộc, mà nhân vật chính là cô. Bởi vì chính sự có mặt của cô đã làm đôi phải xáo trộn bao dự tính tương lai tôi đặt gác lại. Khi phá hạnh có chuyện có lỗi nhường bao. Cô Kim, cô nên lựa lời hẳn nói với người ta. Ai là người phá hoại hạnh phúc của ai? Hoàn cảnh bây giờ cô mới là kẻ thứ ba đó. Anh Quang, anh vô cùng hẹp lượng. Cô mới nơi cũ vậy sao? Nhưng đâu dễ thay tình như thay áo cô anh. Xin lỗi, tôi còn bận chút việc riêng. Đứng lại. Người kiêu kỳ đáng lẽ là tôi hạt cát mà cũng là thiên cương. Cô liễu giữ một hình dẫn mặt với tôi. Tôi chưa bao giờ xem cô là đối thủ cả. Bởi cô là cô, còn tôi là tôi. Tâm hồn tình cảm chân thật thì không thể nào thay đổi bằng tiền. Người trong cuộc thì thường hay mù quáng. Nếu như cô nghĩ cái gì đó của cô thì cô hãy cố mà giữ lấy. Có khi cái cô quý thì tôi lại không cần, mà cái cô không cần thì tôi lại quý. Chúng ta hai người khác nhau thì cũng đừng nên đem suy nghĩ của mình mà áp đặt cho người khác. Cô! Cô đừng có nên giọng dãi đời. Cả đời cô có dương lên cũng không bằng móng tay của tôi xỉ xuống. Tâm hồn của cô còn hẹp hòi quá. Cô may mắn được sinh trưởng trong một gia đình giàu có, được hưởng mọi thứ ưu đãi trên đời, thì cô cũng đừng nên lấy đó mà làm thước đo danh dự và giá trị của mình. Vàng dù bị vùi chôn trong đất thì vẫn là vàng. Đất dù được người ta nung nấu thành tượng, được trưng bày những nơi trang trọng nhất thì đất vẫn là đất. Cô! Anh còn ở đó thị tiền cho nó chửi tôi phải không? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người đâu. Anh nên nhớ, sự bạc bẽo nào cũng có cái giá của nó. Mạng sống của em anh và sự nghiệp của anh đang nằm trong tay của tôi đó. Bao giờ thì cô mới chừa cái thói kiêu căng tự phụ, coi người dưới mắt hả? Anh, tất cả cũng tại con nhỏ nhà quê này. Được rồi, mấy người muốn có sóng gió thì hãy chờ đó. Thủy Kim, Thủy Kim, Quang, con giải thích sao về sự việc này hả? Dạ thưa má, Thủy Kim tự bốc lửa bỏ vào tay mình, chứ Hạnh hoàn toàn không hề dính dáng về chuyện này má. Thôi đi, hỏi là hỏi vậy thôi, chứ trên đời này mấy ai mà chịu cha ăn cướp. Cô có thể ra đi đúng như ý định của cô rồi đó. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, kể từ bây giờ tôi không muốn nhìn sự có mặt của cô bên cạnh con trai tôi nữa. Má, chào chị. Chào má. Chào má. Đi đi. Hạnh, Quang. Má, còn bước một bước nữa, má chết liền tại đây cho con coi. Má, đề nghị với anh,
nên đưa Nga Thu Hồng sang nước ngoài điều trị. Mai ra còn kịp, mọi thủ tục về chi phí em sẽ lo. Và kèm theo đó là một điều kiện, đúng không? Tôi không có thời giờ để cho cô ngã giá. Bệnh tình của em tôi chưa biết sống chết ra sao. Chào cô. Anh Quang, anh làm cái gì vậy? Em chưa nói xong mà. Anh à, anh có thể lạnh nhạt với em, nhưng còn sự sống của Thu Hồng thì sao hả anh? Anh không muốn cứu nó sao? Anh nên nhớ, em đang sở hữu một cái tim nhân tạo đó. Nhưng tôi đang cần một cái tim đập bằng máu, cô hiểu chưa? Anh à, sao anh khờ dại quá vậy? Làm gì có ai muốn cho trái tim của mình hả anh? Mà nếu như có trái tim đập bằng máu, thì liệu anh có đủ phương tiện để ghép tim không? Cô đừng quên, tôi có cả một đoàn bác sĩ ở nước ngoài. Họ sẽ hỗ trợ cho tôi, họ sẽ giúp tôi. Đào đâu ra tiền? Ngoại trừ anh chịu cưới em làm vợ. Không, không bao giờ có chuyện đó. Cô Kim à, sao cô trơ trẽn quá vậy? Anh Quang, vậy là anh đã dẫn tôi tới bước đường cùng, với tình xưa tôi đã hạ mình. Còn anh thì lạnh lùng đáng sợ, tôi không đủ kiên nhẫn để mà đuổi theo. Thôi thì đành dứt đi căn nợ, với anh tôi không còn nhiều vấn biểu. Vậy thì ta nên sòng phẳng với nhau. Đã từ lâu tôi biết là cô đóng kịch. Trong trái tim cô có quá nhiều tham vọng. Cô bất chấp cả nhân luân đạo lý. Cô muốn biến tôi thành đồ vật của riêng cô. Đúng, nhưng anh là một bác sĩ khó tài. Và tôi biết anh đã nghiên cứu hoàn thành công trình thái tim. Và tôi sẽ cứu được Thu Hồng, mà không cần phải lệ thuộc vào cô. Sẽ không có trái tim nhân tạo của Thu Hồng, và lại càng không có bệnh viện tư của bác sĩ Quang. Chào anh. Anh Quang, anh Quang ơi. Chuyện gì vậy? Chị Hạnh. Chị Hạnh sao? Chị Hạnh đang qua đường bất cẩn bị xe đụng bất tỉnh. Em phải đi vào phòng cấp cứu. Anh đến đây nhanh lên đi. Được rồi, dẫn anh đi. Dạ. Sao? Dạ, nặng lắm chị ơi. Chắc không qua khỏi.
em làm ơn, em kêu anh Quang đến đây giùm chị. Dạ. Chị có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Con còn mệt, ngồi chi con? Má, con không có sao đâu, con không có chết đâu, má đừng có lo. Bậy nè, con đừng có nói bậy. Con tỉnh lại là má mừng lắm rồi. Bây giờ con thấy trong người con sao không con? Nhẹ nhàng phơi phới lắm má. Chắc có lẽ đây là nghị lực sau cùng của một người sắp chết. Bậy, con đừng có nói bậy. Anh ơi, má chỉ có một mình con, không có bề nào làm sao má sống nổi vậy con ơi. Má, má. Cũng lé sáng trước khi liệm tắt. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu vậy? Anh không tin. Anh không tin rằng mình vĩnh viễn xa nhau hẳn nào. Anh không tin đâu em à. Điều anh không tin đã là sự thật. Không, em đừng hết kìa. Đã buồn rồi hạnh phúc tình yêu.
em đừng nói tiếng chia xa. Không thể, anh sẽ cứu sống em, anh sẽ cứu sống em mà Hạnh Đằng. Không kịp đâu anh à. Và đây chính là ước nguyện sau cùng của em. Cuộc sống thực vật chỉ đỏ đài thêm thể xác của em mà thôi. Trái tim em anh hãy dành cho sự sống của em Hồng. Không, em vừa nói gì? Đó là đời trấu tranh lời của một tâm lòng. Sự sinh của em sẽ không là vô nghĩa. Từ nay anh nhìn Thu Hồng, anh sẽ đỡ nhớ thương em. Trời ơi, có lẽ nào như vậy sao em? Mình yêu nhau chưa có lời hẹn ước. Anh nếu như thương em thì em xin anh hãy nhận. À, chết một người chớ đừng để chết cả hai. Hạnh ơi, anh hứa với em đi anh. Anh hứa với em đi anh Quân. Trời ơi, sao nước mắt cứ chảy ngược vào lòng mà nghĩa mặn đắng thâm tâm. Anh ơi, những gì yêu thương nhất trong đời, ngày xưa em đã cứu anh, đang chơi với nước xoay giữa dòng. Sao bây giờ anh đành bất lực xuôi tay, không cứu được người mình yêu. Nhìn em dần xa cuộc sống dương trần, nỗi đau này dò xé tim anh. Anh ơi, làm sao anh có thể dành sự sống của đứa em bằng trái tim của người mình yêu tha thiết chân thành. Chẳng lẽ trái tim em không xứng đáng cho sự sống của em, nên anh hững hờ tự vui lòng chung thủy của một kẻ sắp phải đi xa. Trời ơi, quan trái thì sao lại qua bên đâu. Trên đời tại sao tôi không giữ được hơi thở của em Hồng, là trái tim em nhịp đập. Còn thể xác của em là mãi mãi xa đời. Hạnh ơi, dẫu mai đây em sống đời thực vật, anh vẫn một lòng anh ở dậy cùng em. Đời chỉ đẹp khi người nhận thấy em đã cảm lời đừng phụ tình em. Anh
anh đây. Anh hãy cho em được hôn tay anh. Anh sẽ chăm sóc má em trong quãng đời còn lại. Anh hứa với em mà, anh sẽ chăm sóc bác như những lời em căn dặn với anh. Hạnh ơi, Hạnh ơi, Hạnh ơi, Hạnh, Hạnh ơi. Con, mẹ nói chuyện với con thật nhiều. Bà làm sao con nghe được, phải không Hạnh? Chết là hết. Xác thân con đã mục rửa trong lòng đất, nhưng trái tim của con vẫn sống và đập trong thân xác của người khác. Dạ thưa bác, hôm nay má cháu với Thu Hồng đến đây xin phép bác cho má cháu được đốt một nén hương cho em Hạnh ạ. Cô Sương, tôi đã dám cho trái tim con gái tôi cho con gái của chị thì tôi đâu có hẹp hòi ích kỷ làm gì. Cảm ơn chị. Hãy
thần chung thì đã hối lỗi hồi tâm, con thần chắc thơ cũng vui cười chào cúi đầu cảm tạ thâm ân, tấm lòng cao cả nghĩa nhân. Về đã thư sống thu hồng, trái tim con chỉ vẫn còn sống đây. Thành nơi trái tim con sống trên đời, nhưng hành hài này đâu phải như cầu khen. Bác ơi một lại này, trọn đời con gọi má. Chị nhà, hình hài này nó là Thu Hồng, con của tôi, nhưng trái tim của nó là trái tim của cháu Hạnh, con của chị. Tôi đã đổi tên nó là Hồng Hạnh. Kể từ nay nó là con của tôi và chị. Dẫn con đi chị.